Đây là tiếng nói Lach Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 289 của bộ truyện thông vệ tinh khung Tập này được mang tên là Cửu Yên Trạch Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước Ở tập trước thì um, La Phong tiến vào cái um, uh, Tấn chi thế giới rồi sau đó gia nhập vào cái một cái bộ lạc rồi thời gian sau nữa thì bắt đầu gia nhập vào một cái quân đội thì sau khi gia nhập vào quân đội thì um, hắn phải thông qua một cái trận đánh nhau để có thể sàng lọc ra những người uh, nào có thể tiến nhập vào trong quân đội thì la phong dựa vào cái sức mạnh của mình á, mà có thể tiến vào cái quân đoàn đặc biệt cái mãn xà gì đó uh, mãn hào quân thì uh, sau khi vào trong đó thì uh, cũng một thời gian la phong bắt đầu uh, uh, chuẩn bị tầm hình như là mấy năm nữa đó là hắn sẽ đi đến một cái làm một cái nhiệm vụ mà cấp tai nạn là cái cấp mà có thể phát sinh chết chóc rất là nhiều lúc này đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này La Phong mới tiến đến chuẩn bị nhận cái truyền thừa của Mãn Hà Quân này xin diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người là phùng ghi nhớ tất cả truyền thừa cơ sở mãn hà quân đồng thời cũng rất giật mình truyền thừa cơ sở tuy kém xa truyền thừa đoạn đông hải nhất mặt nhưng mà nếu so với rất nhiều ký ức chi thạch mà mình tìm được cũng phải xếp loại cực cao dựa theo những gì mà mình hiểu rõ về văn minh viễn cổ thì ở văn minh viễn cổ cũng không dễ gì truyền thụ những truyền thừa cường đại truyền thừa quân đội đặc biệt là truyền thừa mãn hà quân đã xếp vào cái loại thượng đẳng truyền thừa rồi đương nhiên vẽn vẹn là một bộ phận nhỏ trong nhất đẳng truyền thừa mà thôi còn cần quân công để đổi. Truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch xem như siêu cấp truyền thừa mà La Phong lại có trọn bộ. Học xong cái bộ thiêu đốt thần lực bí thuật, tốt xấu gì ta cũng có thể thi triển đoạn diệt tầng đầu tiên. Trưởng trị thế giới, quản lý truyền thừa đặc biệt nghiêm mật mà. Nếu ta trực tiếp thi triển đoạn việc thiêu đốt thần lực ấy, mà không giải thích được bí thuật thiêu đốt thần lực đó học ở đâu ra, thì sẽ bị xử tội chết đó. Khi la phùng vờ vịt học truyền thừa cơ sở vũ trụ nguyên thủy lãnh thủ nhân loại ngân hà thánh địa phần thân ưu hải mới của la phùng đang khoanh chân ngồi từng thứ chín đại điện sừng sững bốn phía trống rỗng nhìn ra thời gian không gian vô tận la phùng mở mắt lập tức đứng dậy quay đầu nhìn ra xa Vèo một tiếng một luồng hào quang bay tới chính là sông diện tủ thần của tủ thần giáo ngân hà lĩnh chủ Sông diện tổ thần đi trên nền lát ngọc thạch đen Của tầng thứ 9 Mỉm cười nhìn La Phung <laughs> Sao tổ thần lại tới chỗ của ta vậy La Phung kinh ngạc cười Nói Vì và ta giống cũng là hảo hữu mà Nếu không có việc chẳng lẽ không thể đến hay sao chứ Sông diện tổ thần chế nhạo La Phung cười. cười Đương nhiên có thể rồi Sông diện tổ thần nguyện ý ở đây bao lâu cũng được cả Sông diện tổ thần này lúc trước Cứu hắn một lần trong tam đại tổ thần đích xác thì hắn có hữu hảo với sông diện tổ thần nhất sông diện tổ thần liền nói ngay đương nhiên ta đến đây đích xác có việc rồi ngân hà lĩnh chủ người đang ở tấn chỉ thế giới có thu hoạch rất lớn nếu không sao lại kinh động thế ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy ta lần này đến đây là theo ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đó là phùng cả kinh đại biểu cho ý chí bản nguyên sao còn nói mình thu hoạch thật lớn hả tựa hồ bản nguyên vũ trụ Nguyên Thủy đều hiểu rõ mình. Đúng vậy, mình ở trong tấn chi thế giới có cảm giác không bị trói buộc, cũng từng thử tìm hiểu ký ức chi thạch trong truyền thừa không gian của mộ lăng chi chu. Nhưng lại phát hiện vẫn không thể xem xét được nội dung cao thâm hơn. Lúc đó là phùng hiểu ngay, ý chí bản nguyên vũ trụ Nguyên Thủy vẫn có thể ảnh hưởng tới mình. Tấn chi thế giới xuất hiện tại vũ trụ hải là do ý chí bản nguyên vũ trụ Nguyên Thủy dẫn dắt. Nếu nó không khống chế chút nào, việc đó mới là lạ. <laughs> thu hoạch của ta rất lớn hả? La Phong cười, nói Sao lại nói như vậy vậy? Ngân hại lĩnh chủ tự biết Song diện tổ thần nói khẽ Ta tuy không rõ ràng lắm Nhưng dựa theo ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy Người thuộc cái nhóm cường giả đầu tiên Của vũ trụ hải tiến vào Trong đó sẽ là người thu hoạch lớn nhất rồi La Phong nhiều mắt Thu hoạch lớn nhất sao? Mình bây giờ vào mãn hạ quân Đã được một bộ mãn hạ giáp Mãn hạ giáp là chiến giáp cấp chân thần cũng tương đương chí bảo chí cường. Nhưng La Phùng lại phát hiện mãn hạ giáp kém hơn chiến giáp do thí ngô vũ dực kéo dài. Chiến giáp do thí ngô vũ dực kéo dài ra, tất cả công kích dưới cấp 8 đều không thể tổn thương thần thể. Nhưng mãn hạ giáp lại chỉ là công kích dưới cấp 7 là đảm bảo không thương tổn thường thể thôi. Biên độ suy yếu thì như nhau. Nhưng mức cực hạn mà mãn hạ giáp chịu đựng lại thua xa thí ngô vũ dực kéo dài. Không so thì không biết, một khi so thì lại làm La Phong cảm khái về sự lợi hại của thí ngô vũ dực. Ngoại trừ thu hoạch mãn hạ giáp, cái quan trọng nhất là thân phận quân sĩ mãn hạ quân. Quân sĩ quân đoàn đặc thù, bất luận là quân công hay đổi lấy truyền thừa đều cao cấp hơn người khác. Các cường giả các thế lực lớn vũ trụ hải được đầu tiên tiến vào cũng không nhiều, chỉ trên 200 người, ngay từ đầu đã chết mất không ít rồi. Mặc dù thực sự cũng có người gia nhập quân đội, nhưng việc vào cái loại quân đoàn đặc thù như mãn hạ quân thì ngoại trừ La Phong thì thực sự cũng không có ai làm được. La là Phong trồng nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ, lập tức nhìn Song diện tổ thần. Tổ thần à, người tới đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta đến là phụng ý chí của bản nguyên vũ trụ nguyên thủy chỉ dẫn cho ngươi. Song diện tổ thần nhìn La Phong, toàn thân của gã dần dần tản ra uy áp, tuy không mạnh nhưng rõ ràng uy áp này là cao cao tại thượng, uy áp này vượt xa hư không chân thần, thậm chí uy áp còn cao hơn nữa hiển nhiên là bản nguyên vũ trụ nguyên thủy giao cho gã thời đại luân hồi bình thường sẽ không có đệ tứ tuyệt địa hiện ra còn thời đại này hiển nhiên là không bình thường do đó đệ tứ tuyệt địa xuất hiện đây là một kỳ ngộ cũng là một đại kiếp nạn thanh âm như trọng chùy nện vào trong lồng la phung đại kiếp nạn sao là phùng nhíu mày sự xuất hiện của sinh vật hình người còn ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy còn chỉ dẫn cho họ chỉ bảo cho họ phương pháp tiến vào tấn chi thế giới giúp họ như vậy khẳng định là có mục đích rồi dù sao với ý chí bản nguyên rất siêu nhiên hẳn là chẳng nhúng tay vào cái gì thì mới phải nhưng nó hiển nhiên là có mục đích nó từng trấn áp nguyên tổ nó từng muốn giết viên áo chi chủ xua đuổi kỳ vật nó muốn giết ba người bọn hạo lôi tên chủ tất cả đều cho thấy ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng có lập trường của mình nói đi La Phong nhìn sông diện tổ thần Muốn ta làm cái gì? Ngươi là cường giả tương lai thuộc loại mạnh nhất cả vũ trụ hải này Sông diện tổ thần từ từ nói Điểm này ngươi không cần phủ nhận Thực lực của ngươi sẽ còn cường đại hơn cả nguyên tổ Tất cả kiếp nạn sẽ cần ngươi ứng đối Còn ứng đối với kiếp nạn như thế nào Thì phải dựa vào tấn chi thế giới này Nhớ kỹ Chuông theo quy tắc bên trong tấn chi thế giới Tận lực tìm được chỗ tốt để cường đại mình Ngươi cường đại là hy vọng của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy Ngươi là hài tử của vũ trụ nguyên thủy Ai gây bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy Cũng sẽ gây bất lợi với ngươi Nhớ kỹ Tất cả đều ở tấn chi thế giới Cường đại cho mình đi Vèo một tiếng Sông diện tổ thần dứt lời mỉm cười Rồi lập tức hóa thành lưu quan rời đi Là phùng lặng lẽ đứng đó Đưa mắt ra hư không Phương hướng mà sông diện tổ thần vừa rời đi Ý chí bản nguyên thực sự coi trọng ta La Phong thầm nghĩ Tất cả những gì xảy ra lúc trước Cũng làm La Phong hiểu Ý chí bản nguyên không thể tự mình động thủ Tất cả đều cần mượn tay cường giả khác Hiển nhiên ý chí bản nguyên vừa ý La Phong Cho rằng La Phong là người mạnh nhất trong tương lai Do đó dẫn dắt hắn Muốn biến La Phong trở thành lợi kiếm Của ý chí bản nguyên Tàn phá hủy diệt tất cả địch nhân Ta Là hại tử của vũ trụ nguyên thủy Bất lợi với nó cũng là bất lợi với ta sao La Phong trong lòng lặng lẽ nói Lời này hiển nhiên là nói cho La Phong Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy Đứng về phía của La Phong <laughs> Người nói ta sẽ tin hay sao Sự xuất hiện của tướng chỉ thế giới này Hậu lưu tinh chủ trước khi chết Đã thi triển ra sức mạnh hoàn toàn tương phản với thường lực Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy Tích cực dưỡng dắt Tất cả cuối cùng cũng có mục đích cả Còn ý chí bản nguyên chẳng dạng, dạng chỉ là ý chí mà thôi không thể công kích được Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh Trở thành cường giả để nhất vũ trụ hải Vậy ta cũng có quyền nói chuyện chính thức rồi Xem thử xem Cuối cùng sẽ phát sinh ra việc gì Còn bây giờ ta cần đề cao thực lực của mình đó La Phong cũng không mâu thuẫn Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy Làm hắn cảm thấy nguy cơ Làm cho hắn gấp gáp đề cao mình hơn Hắn đích xác cũng phải làm như vậy Dù sao cường đại chính mình là không hề sai vũ trụ giả định đỉnh lôi đình đảo là phùng gặp hỗn độn thành chủ sư phụ đây là bí pháp thiêu đốt thường lực mãn hạ quân nè la phong đưa truyền thừa mãn hạ quân ghi lại trong vũ trụ giả định thông qua tin nhắn gửi cho hỗn độn thành chủ bí thuật thiêu đốt thường lực hả hỗn độn thành chủ cẩn thận xem xét ừ. mặc dù trong chân minh diễn cổ bí thuật thiêu đốt thường lực cũng chỉ là những nhân vật sức mạnh mới có thể sáng tạo nhưng mà sư phụ nhớ cho, một khi tiến vào tướng chi thế giới, cái loại thủ đoạn đặc thù như bí thuật thiêu đốt thường lực này tuyệt đối không thể thi triển nha. Nếu không sẽ bị quân đội tra xét, một khi ngươi không giải thích được học từ đâu sẽ bị xử tử đó. Nội bộ tướng chi thế giới quản lý truyền thừa cực kỳ nghiêm túc đó. Hỗn động thành chủ gật đầu. Yên tâm đi. Còn nữa, vừa rồi ý chí bản nguyên thông qua tổ thần truyền lời cho ta. Nói cái gì là đại kiếp nạn, còn bảo ta phải tận lực đề cao thực lực Ở tướng chi thế giới nữa Hỗn động thành chủ hư lạnh Nói <laughs> Ta và nguyên tổ đã từng nói chuyện rồi Ngươi đừng quá quan tâm cái gì đại kiếp nạn cả Nó dọa ngươi đó Cho dù là đại kiếp nạn của nó Cũng không nhất định là đại kiếp nạn của chúng ta Giờ đồng đế thánh địa Tồn tại không biết bao nhiêu thời đại luân hồi rồi Chẳng phải vẫn còn sống tốt đó hay sao chứ Dựa theo lời của nguyên tổ Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy Cũng tuyệt nhiên không phải không thể chiến thắng được không cần quá mức để ý đâu. Đương nhiên việc địa cao thực lực thì hoàn toàn đúng. La Phong gật gật đầu. Đúng vậy. Ý chí bản nguyên dùng mình làm đau thì cũng phải xem mình có nguyện ý hay không chứ. Nhưng người đã gặp được kỳ ngộ, dựa theo tin tức ta có, cường giả chết trong tấn chi thế giới càng ngày càng nhiều. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng, nói. Nghe nói thần nhãn tộc đã vào quân đội, nhưng vừa mới vào quân đội, vừa vào quân danh đã bị giết rồi có thể sống trong quân đội là quá ít Bất luận như thế nào Các thế lực lớn vũ trụ hải nếu muốn đi giàu nữa Phải đợi thêm một vòng nữa Người bây giờ có ưu thế Phải tận lực nắm lấy kỳ ngộ La Phong gật đầu cười Thường nhãn tộc đáng thương Bị giết trong quân doanh sau Quân đội bình thường đích xác rời rạc hơn Như quân đoàn đặc thù Mà ở quân doanh thì cấm chiến đấu với nhau Nhưng quân sĩ bình thường thì rất rời rạc Họ phải trổ hết tài năng trong quân đoàn bình thường Mới có thể tiến vào quân đoàn đặc thù mới có thể tìm được bồi dưỡng đặc thù chính thức. Mặc cho các thế lực lớn vũ trụ hải lo lắng, Là Phong vẫn bình yên bên trong tướng chi thế giới. Tấn chi thế giới, đông quân, mãn hạ quân, quân doanh pháp tắc chi chủ, đảo truyền thừa cơ sở. Ông ngốc hả? Ngày mai sẽ nhận nhiệm vụ quân đội rồi. Xa xa, ngục hách bay tới. Đây chính là nhiệm vụ cấp tai nạn, Ngươi tu luyện truyền thừa cơ sở này đã có thu hoạch gì chưa vậy? luyện thành bí thuật thiêu đốt thần lực rồi Là phùng tùy ý nói ngục hách nhất thời trợn tròn con mắt cặp cánh trên cổ cũng không vũ nữa lúc này mới bao lâu đâu ngục hách khiếp sợ lập tức ngây ngốc nói đúng vậy lúc ngươi không có bí thuật thiêu đốt thần lực đã có thể đánh bại ta rồi đặc biệt là đạo pháp của ngươi nữa quả là đáng sợ mà đau kình vô cùng cô động xuyên qua chiến giáp của ta lúc trước nữa vẫn không bị thản đi mà làm thần thể ta tiêu hao rất lớn nữa Hơn nữa người có thể cận chiến né tránh biến ảo quá nhanh Ta cũng không cản nổi nữa Bị người đánh như cái bia vậy Bổ dầu rất nhiều đau Thần thể đã tiêu hao mất 50% á Là phòng nhất miệng Lúc trước chiến đấu nửa giờ 3.000 người vào Sàng lọc còn lại không tới 1.000 Có thể tưởng tượng được chiến đấu bao lâu chứ Đau của mình nhanh và mãnh liệt như thế nào Bổ vào trên người ngột hách không biết bao nhiêu đau Cũng mới diệt được 50% thần thể của đối phương Đi thôi, nghỉ ngơi thoải mái, ngày mai xuất phát, hy vọng lần này có thể còn sống mà trở về. Ngục Hách nói. Trên hòn đảo của mình, trên nút nhà đá, là phùng đang khoanh chân ngồi trên phiến đá khổng lồ chờ đợi. Nhiệm vụ cấp tai nạn cũng không biết khó khăn tới như thế nào đây. Nhìn như nguy hiểm, nhưng mà trên thực tế lại là cơ hội tốt đạt được quân công rất nhiều. La Phong thầm nói, Bên trong quân doanh Tất cả đều cần có quân công Cứ ăn không ngồi rồi nhất định là tự tử Bình thường trước khi ra ngoài nhận nhiệm vụ Đều sử dụng quân công đổi lấy một vài bảo vật Chỉ như bảo vật nhanh chóng khôi phục thân thể Chỉ như mua những chí bảo có thể chạy trốn Hoặc bảo vật dùng cơ giới Nhưng là phòng chẳng hề có tí quân công nào Nên chẳng thể thay đổi được Vì vậy tự nhiên cũng không cần nghĩ gì về cái việc này Cùng lúc ở một điểm trang bị quân đội của Đông quân, nơi La Phùng và Ngọc Hách đều được cho một bộ mãn hạ chiến giáp. Đội trưởng nè, quân công chúng ta còn thừa, 18 người chúng ta cộng lại cũng chỉ có trên 26 dạng quân công, chúng ta đổi lấy gì giờ? Lần này chính là nhiệm vụ cấp tai nạn, một dạng kỷ nguyên một lần, đội trưởng nên đổi cái thứ bảo vệ tính mạng. Ngoài điểm trang bị quân đội, tiểu đội 6, đại đội 1, đội trưởng dẫn theo 18 quân sĩ đang thương lượng xem đổi cái gì. Một đám ngu ngốc mà, có sáu bốn người chăm chọc liếc mắt nhìn rồi tiến thẳng vào điểm trang bị quân đội làm cho đám 18 quân sĩ bọn đội trưởng không khỏi tức giận là cái đám ngư la xem bọn chúng đã ý thế thì ghét ta không tin lần này chúng còn có thể tiếp tục may mắn nữa đúng vậy đội trưởng đến lúc đó chúng ta sẽ cho bọn chúng ném mùi 18 quân sĩ do đội trưởng dẫn đầu không ít người tức giận bất bình đảo mắt tập hợp theo thanh âm vang lên bên tai toàn bộ quân sĩ đại đội một tiểu đội 6 là phòng ngồi xếp bằng trên nóc nhà đá cũng mở mắt bắt đầu rồi hả la phong mỉm cười veo một tiếng lập tức xé gió bay đi vừa bay ra phạm vi đảo hắn lập tức thuấn di lao thẳng về phía đảo truyền thừa cơ sở nơi đóng quân của mãn hạ quân lớn vô cùng bình thường điểm tập hợp nhận nhiệm vụ chính là đảo truyền thừa cơ sở ngôn họ ngôn hết La Phong vừa xuất hiện ngoài đảo truyền thừa cơ sở đã thấy một thân ảnh dị thú gần đó. Đôi cánh trên cổ Ngục hách trung lên, nhanh chóng bay tới. La Phong nhìn quanh, phát hiện ra có khá nhiều quân sĩ đã đến rồi. Ngôn họ nào, ta đã tìm hiểu rồi. Ngục hách sau khi bay tới truyền âm, nói Tiểu đội 6 chúng ta, tính cả chúng ta có 39 quân sĩ, 37 quân sĩ trước kia chẳng hề đoàn kết gì mấy đâu. Họ chưa làm ba nhóm nhỏ, một nhóm do đội trưởng dẫn đầu, có 18 quân sĩ, một nhóm do khố pháp dẫn đầu tổng cộng 10 quân sĩ có một nhóm nữa là ngưu la dẫn đầu của chính quân sĩ hả la phong kinh ngạc liếc mắt nhìn ngục Hách. ngục Hách khủng lụ là hai tử của chủ nhân bắc chân hải xem ra trước khi vào quân đội đã sớm có chuẩn bị vừa mới tiến vào mãn hào quân không bao lâu đã biết rõ quan hệ nội bộ rồi mình so sánh với gã quả thực là kém xa mà vừa nói hai người bọn họ cũng nhanh chóng bay về phía hòn đảo đáp xuống trên hòn đảo Lúc này trên hòn đảo đã có trên 34 người tụ tập. Là phùng liếc mắt nhìn quanh, chỉ cần nhìn cảnh các quân sĩ tụ tập cũng dễ dàng nhận ra. Họ chia làm ba nhóm. Đội trưởng lúc trước mình gặp qua là trong một nhóm. Khố pháp tương đối hiền lành là một nhóm riêng, còn một nhóm nữa là có vẻ rất âm lãnh điên cuồng. Khi La Phùng ngột hách vừa xuống, ánh mắt của ba nhóm quân sĩ xem ra chẳng ai hiền lành, hiển nhiên là cảnh cáo hai người bọn họ đừng đến gần. Đội trưởng thì coi như công chính, khổ pháp tính tình tốt nhất, vậy phần Gula la hả Gula la chính là tên toàn thân xanh biết của có 18 cái món vuốt nó hiếu sát điên cuồng hơn nữa thế lực dĩ thú trong tiểu đội chúng ta đều tụ tập dưới trướng của nó nếu bình thường hả? ba nhóm này có lẽ sẽ lôi kéo chúng ta nhưng mà vì sắp tiến hành nhiệm vụ cấp tai nạn chúng ta chưa bao giờ phối hợp với họ khi chưa bao giờ cùng nhau diễn luyện liên hợp bí thuật công kích do đó ba nhóm này vì nghĩ cho tính mạng mình mà sẽ không thu nhận chúng ta đâu ngột hách lẳng lặng truyền âm la phùng gật đồ rất bình thường ba đoàn thể đều trải qua không biết bao nhiêu sinh tử chiến đấu rồi, phối hợp với nhau rất tốt, cũng biết nhau chi tiết, đột nhiên nhận tương binh vào sẽ quấy rối phối hợp đoàn thể của mình, cho dù có tốt bụng tới mấy cũng sẽ không tiếp thu họ. Ngân Hà, ngục Hách Đội trưởng lạnh lùng nói. Nhiệm vụ lần này là cấp tai nạn, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, hiểu chưa? Ngục Hách nhếch miệng khàn khàn nói: "Chúng ta đương nhiên hiểu rồi, là Phong thì gật gật đầu. Rất tốt. Đội trưởng gật đầu nhưng không còn nói nhiều nữa. Gã xem ra trong nhiệm vụ cấp tai nạn, đối với hai tân binh chưa từng có đủ thời gian tu luyện truyền thừa, thậm chí không hề có quân công để đổi bảo vật, đổi lấy truyền thừa lợi hại hơn, trừ phi cực may nếu không nhất định sẽ chết. Vèo vèo, nhiều thân ảnh hạ xuống, nhất loạt rơi xuống theo đoàn, chẳng mấy chốc ba đoàn thể đã tụ tập đông đủ. Đi thôi, chúng ta đi lãnh nhiệm vụ lần này Đội trưởng hạ lệnh Bốn đội, có đội thì do đội trưởng dẫn đầu Đội thì do khố pháp dẫn đầu Đội thì ngư la dẫn đầu Cùng với hai tên tân binh đáng thương la phong ngột hách Nhanh chóng bay ra ngoài Sau đó tập thể thuấn di chạy ra ngoài Một đại điện toàn bộ màu đen tà dị Trên đại điện có nhiều điêu khắc Rất có bộ dáng của các cường giả Mất gần một ngày cả tiểu đội 6 cộng lại của 39 quân sĩ hóa thành lưu quang đã đến rồi. Vừa đến phạm vi của đại điện tài dị thì âm một tiếng, một luồng sáng bắn thẳng về phía tất cả quân sĩ tiểu đội 6. Nhất thời trong đầu truyền đến những thanh âm, tựa như tiếng truyền âm, đều rõ nhiệm vụ mà quân đội đưa ra lần này. Địa điểm nhiệm vụ quân đội, cửu yên trạch. Nội dung nhiệm vụ, đạt được một vạn quân công, đến chết một chân thần có thể đạt được một vạn quân công. Đến chết một pháp tắc chi chủ đạt được một điểm quân công giết chết chân thần cần có thi thể chân thần chứng minh giết chết pháp tắc chi chủ có thể lấy binh khí do họ để lại để chứng minh thời gian nhiệm vụ trước khi nhiệm vụ kế tiếp phải hoàn thành thất bại dùng quân pháp xử trí nhiệm vụ miêu tả rất đơn giản nhưng lại làm la phong và ngục hách nhất thời biến sắc đi cửu yên trạch giết chân thần hoặc giết pháp tắc chi chủ sao phiền to rồi cửu yên trạch đó, mặc dù không bằng bắt chân hải của cha ta nhưng mà cũng là một thế lực rất mạnh Chỗ này có rất nhiều chân thần Pháp tắc chi chủ càng nhiều không biết đến bao nhiêu nữa Ô, Chúng ta đi vào đó không phải chịu chết hay sao chứ Ngột hách luống cuốn thật sự Trước khi nhận nhiệm vụ gã còn rất tự tin Cho rằng thực lực mình rất mạnh Cho dù rất khó Thì phóng chừng mất thời gian tinh lực hẳn là có thể hoàn thành Nhưng bây giờ vừa biết nội dung nhiệm vụ đã gần như sụp đổ La Phùng cũng hết hùng Làm sao bây giờ đây Tích lũy một vạn quân công Cửu yên trạch hắn trên đường đến gia nhập quân đội thấy đó là một đại trạch mênh mông bao phủ trong sương mù lúc trước đi ngang qua đã nhìn xuống phía dưới rồi tháp thoáng thấy có rất nhiều thương ảnh chân thần nếu nói một đối một giết chân thần thời gian lại cho gần một kỷ nguyên trước nhiệm vụ lần sau thì thực lực mình bây giờ sau 800 vạn kỷ nguyên tu luyện nếu hoàn toàn bộc phát một đối một vẫn có hy vọng ép chết một chân thần đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải không tránh trong cung điện chí bảo chí cường nhưng muốn giết ở cửu yên trạch mình mà muốn giết một chân thần những chân thần khác ở cửu yên trạch cũng không có ngu họ sẽ không ngu ngốc để đám người la phong tùy ý động thủ mà không nhúng tay vào một khi nhúng tay 39 pháp tắc chi chủ đám người la phong mà đối mặt với cửu yên trạch tùy tiện phái ra một đám chân thần là có thể quét ngang cả đám rồi Quả điên cuồng mà muốn tích lũy một dạng quân cung mặc dù giết pháp tắc chi chủ cũng phải giết một dạng tên Pháp tắc chi chủ trong cửu yên trạch tuyệt đối sẽ được bảo vệ đặc biệt nghiêm mật. Giết mười tên có lẽ có thể được, nhưng mà giết nhiều hơn à? Khẳng định sẽ khiến cho một vài chân thần mò tới. Một khi bị dây khốn, đặc biệt là bị hàng loạt chân thần dây khốn, mặc dù có mũ lăng chi chú, ta cũng không nhất định có thể chạy trốn ra ngoài được mà. La Phùng rất lo lắng. Tại vũ trụ hải, lúc trước hắn đích xác từng bị không ít vũ trụ tối cường giả vây công, nhưng lúc trước tổng cộng mới có bao nhiêu vũ trụ tối cường giả đâu? mà họ ai nấy đều bị áp chế thực lực. Nhưng còn ở cửu yên trạch tấn chi thế giới, e rằng có thể dễ dàng có tới mấy trăm chân thần. Hơn nữa thực lực ai nấy đều không bị hạn chế. Mộ lăng chi chu của mình không thể chạy thoát được. Quá điên cuồng mà. May mà, may mà hư không chân thần sẽ không tham dự vào nhiệm vụ quân đội. Nếu không chẳng còn hy vọng nào rồi. Nhiệm vụ quân đội, quân đội và thế lực dị thú, thế lực bộ lạc đều có một vài quy tắc ẩn Tỉ như phái ra tiểu đội đi tấn công một thế lực để tôi luyện, như tiểu đội đám người La Phong thì chẳng hề có chút uy hiếp nào với Cửu Yên Trạch, vì vậy ba hư không chân thần của Cửu Yên Trạch sẽ tuyệt đối không tham chiến, nhưng chân thần lại có thể tham chiến. Muốn thành công đã rất khó mà, nhưng nếu thất bại thì La Phong lo lắng, thất bại sẽ bị quân pháp xử trí giết chết. Với quyền uy của quân đội ở Tấn Chi thế giới, ra lệnh một tiếng, tất cả các thế lực bộ lạc, thế lực dị thú cả tấn chi thế giới đều sẽ là địch nhân, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được. Đương nhiên nếu có 10 vạn quân công vẫn có thể triệt tiêu, bảo trụ được một mạng xem như cấn trừ công tội. Nhưng 10 vạn quân công hả? Đừng nói đám người La Phong, mặc dù là những lão binh khác cũng không ai có thể có được 10 vạn quân công. Nếu có nhiều như vậy, sớm đã dùng để đề cao thực lực bản thân cả rồi. Cả tiểu đội đứng ngoài đại điện tà dị, trầm mặt một lát, ai nấy đều cảm thấy áp lực mọi người đều biết đội trưởng lướt mắt nhìn nhiệm vụ đã chỉ rõ địa điểm rồi nói cách khác chúng ta phải giết chân thần hoặc pháp tắc di chủ đều phải là chân thần hoặc pháp tắc di chủ ở cửu yên trạch sau chiến tranh chúng ta sẽ trở về quân đội sẽ liên lạc với cửu yên trạch xác nhận chiến công của chúng ta nếu không phải là của cửu yên trạch đó chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết một chân thần như vậy cứ liên kết như vậy mất chút thời gian là khẳng định có thể thành công nhưng để bắt buộc là cửu yên trạch Rất dễ dàng bị hàng loạt chân thần khác của cửu yên trạch dây công Một khi rơi vào dây công hả Chúng ta không thể trốn thoát được Chắc chắn sẽ chết Đội trưởng nhìn quanh Do đó ta cho rằng lần này chúng ta phải liên thủ Liên thủ hả Ngư la toàn thân xanh biết Thanh âm âm lãnh Liếc mắt nhìn lướt qua cả đám đội trưởng Và 17 danh quân sĩ phía sau Đội trưởng tung kính nè à? Ta dám liên thủ với người sau chứ lúc trước ta là một tân binh còn dán dạng chỉ là một nhiệm vụ rất bình thường ta nịnh bợ ngươi đi theo phía sau của ngươi còn kết quả thì như thế nào chứ ngươi đem ta làm con mồi nếu không phải ta có năng lực tự bảo vệ tính mạng rất mạnh đó. cùng với việc trước khi ta gia nhập quân đội tổ phụ cho ta một vài bảo vật sợ cái lần nhiệm vụ đầu tiên đó ta đã chết rồi ngươi là đội trưởng mà như vậy đó hả còn muốn chúng ta liên thủ với ngươi hả ngư la và tám quân sĩ phía sau của gã đều chăm chọc nhìn đội trưởng đội trưởng gầm khẽ rồi nói mỗi một quân sĩ đều có thực lực khác nhau thì địa vị cũng khác nhau ngươi lúc trước chỉ là tân binh lại chẳng biết cái gì cả sao chết ta được chứ lần này là nhiệm vụ cấp tai nạn mỗi một lần nhiệm vụ cấp tai nạn đều phải chết không ít quân sĩ chính người các ngươi hành động nghĩ rằng có thể thành công được hay sao <laughs> yên tâm đi không cần ngươi lo lắng đâu ngư la lắc đầu cười lạnh chính người chúng ta sống chết cùng nhau tự tại cùng nhau đã cùng thể với nhau rồi chúng ta cũng yên tâm đem tính mạng của mình giao cho hảo hữu về phận ngươi hả Chúng ta không dám giao tính mạng mình cho ngươi đâu Đừng có bày trò Lôi kéo chúng ta e rằng vào thời điểm máu chốc Lại lợi dụng chúng ta mà thôi Đám dị thú phía sau ngư la ai nấy đều gầm lên Ngư la nhìn vị phía la phung Ngột hách, âm lãnh, nói Hai tầng bên các ngươi Vừa tiến đến đã gặp phải nhiệm vụ cấp tai nạn rồi Xem như các ngươi xui xẻo đi Nhưng mà nhớ kỹ Nếu khố pháp nguyện ý mang bọn ngươi đi thì còn được nhưng nếu là đội trưởng mang bọn ngươi đi hả Thì khẳng định là lợi dụng các ngươi Sẽ bắt các ngươi đi chịu chết đó Còn nữa đội trưởng nè Để không bị ngươi lợi dụng Chúng ta xin đi trước một bước đây Người là nói xong liền dẫn 8 quân sĩ dưới trướng Trực tiếp đi về phía không gian trùng động Quanh co ở đằng xa Bên cạnh đại điện tài dị Đây là trùng động không gian do cường giả chế tạo Có thể đi thông thẳng ra ngoài quân doanh Chính bóng người trong nháy mắt Tiến vào trùng động rồi biến mất một nhóm quân sĩ bọn đội trưởng đều tức giận vô cùng. Khố pháp, ngươi thì sao? Đội trưởng nhìn về phía khổ pháp. Không cần. Khổ pháp lắc đầu cười, nụ cười vô cùng mỹ lệ, nàng quay đầu nhìn về phía của La Phong, ngột hách. Hai thân binh các ngươi, lần này là nhiệm vụ cấp tai nạn, ta cũng sẽ không thể giúp các ngươi. Nhưng từ đây thiết cửu yên trạch đường đi xa xôi, dọc theo đường đi cũng nguy hiểm. Ta có chiến thuyền cấp chân thần, cùng xuất phát với chúng ta ta được các ngươi cùng đến cửu yên trạch thế cửu yên trạch sẽ tách ra được ngục hách nói ngay ừ được la phong cũng gật đầu đi thôi khố pháp ra lệnh một tiếng phe nạn cũng có mười quân sĩ cộng cả la phong ngục hách cùng nhanh chóng bay về phía trùng động không gian xa xa chỉ còn lại có nhóm quân sĩ đội trưởng đội trưởng nào Đại trưởng không cần quan tâm đâu Không có họ chúng ta vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ quân đội đưa ra lần này Những quân sĩ ai nấy đều nói Đội trưởng thân hình lực lưỡng nhìn trùng động hừ lạnh rồi nói <laughs> Khổ pháp và lo Họ mới vào quân đội được bao lâu chứ Đã vượt qua được bao nhiêu lần nhiệm vụ cấp tai nạn đâu Nghĩ rằng mỗi nhiệm vụ cấp tai nạn đều giống nhau hả Lần này chính là cửu yên trạch Theo ta được biết cửu yên trạch trước đây không lâu Vừa mới có một thường đại chiến với huyện dục sơn do đó cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt muốn thành công phải liên thủ à, thôi đi nếu họ đã tự tin như vậy rồi xem thử đợi nhiệm vụ lần này chấm dứt họ còn có thể sống được bao nhiêu người đội trưởng chúng ta đã sống qua nhiệm vụ cấp luân hội làm sao ngư la và khu pháp có thể so sánh được chứ Ở đúng vậy sao đàn bọn họ không sống đến kỷ nguyên kế tiếp được đâu đám quân sĩ đó đặc biệt tin đội trưởng vì trong đội thực lực của đội trưởng là đứng đầu không thể nghi ngờ cũng là người sống rất lâu lại có bảo vật dùng cơ giới Tuy nói hơi ích kỷ Tuy khi gặp nhiệm vụ nguy hiểm Khi đi theo đội trưởng như vậy Có lẽ sẽ chết mất vài người Nhưng đi theo khu pháp Ngư la lại có thể toàn quân bị diệt Đi thôi Đó. Đó. Nhóm quân sĩ này cũng nhanh chóng rời đi Xuyên qua không gian trùng động Là đi thẳng tới một khoảng núi rừng rộng lớn ngoài quân doanh khố pháp mỹ lệ vung tay lên một chiếc chiến thuyền đen xuất hiện chính là chí bảo chí cường loại cung điện rồi lập tức cả đám nhanh chóng đi vào là phùng và Ngọc hách cũng không chần chờ chui vào luôn từ đây tới cửu yên rạch. thanh âm khố pháp thanh thúy dễ nghe nhanh nhất cũng cần 12 ngày mọi người trước hết tĩnh tâm chuẩn bị đi là phùng đứng ở bên trong khoang không lo lắng chút nào nếu ở vũ trụ hải hắn tuyệt không dễ tiến vào cung điện chí bảo của cường giả khác vì một khi tiến vào, đối phương mà có ý xấu hả? Sợ sẽ đưa cung điện chí bảo trở lại vũ trụ nhỏ, sau đó nhân dịp giết chết luôn. Nhưng ở tướng chi thế giới này thì không phải lo về cái điểm này. Vì tại tướng chi thế giới, bất luận là bất hủ, quy luật tôn giả, pháp tắc chi chủ, hay những người mạnh hơn như chân thần, hư không chân thần, thì thần quốc vũ trụ nhỏ của họ đều ở cả hạch tâm không gian của tướng chi thế giới. Ở hạch tâm tấn chi thế giới có một khoảng không gian vô cùng rộng lớn, ở đó hẳn xem như bản nguyên không gian của tấn chi thế giới. Nơi đó có hàng loạt thần quốc, hàng loạt vũ trụ nhỏ. Nhưng cường giả của tấn chi thế giới lẽ căn bản không thể tiến vào bản nguyên không gian. Tự nhiên cũng không thể tiến vào thần quốc của mình, cũng không thể tiến vào vũ trụ nhỏ của mình. Họ không thể lợi dụng vũ trụ nhỏ để giết địch được. Không chỉ riêng như vậy, tấn chi thế giới cũng còn có rất nhiều điểm khác với vũ trụ hải. Chỉ như là tại tấn chi thế giới này không có một ai có phân thân những bất hủ quy luật tôn giả pháp tắc di chủ tất cả đều chỉ có một thần thể kỳ thực thì khả năng phân thân vốn là do vũ trụ nguyên thủy ban cho sinh linh ở tấn chi thế giới không được vũ trụ nguyên thủy ban cho tự nhiên không ai có phân thân do đó trong chiến thuyền chí bảo chí cường mặc dù là khố pháp có trở mặt nhiều nhất cũng chỉ vây khốn mọi người trong đó muốn giết họ khố pháp cũng không thể làm được hơn nữa một khi tới kỳ nhiệm vụ kế tiếp là một kỷ nguyên sau nếu quân sĩ không trở lại quân đội sẽ điều tra nếu đã chết thì thôi nếu tra được là bị khố pháp giam giữ khố pháp sẽ bị quân pháp xử tử khi nhóm la phùng và ngục hách khố pháp rời khỏi quân doanh đi tới cửu yên trạch thì bên trong quân doanh đông quân ngoài một điểm trang bị quân đội đây là điểm trang bị quân đội hả một con dị thú khổng lồ bên ngoài đầy kim sắc ngẩng đầu nhìn lên đại điện khổng lồ Hoành hành, chiến giáp cấp chân thần của ngươi đã lĩnh rồi đó Ngươi sao còn ở điểm trang bị quân đội như vậy chứ Bên cạnh một con dị thú khác truyền âm hỏi Dị thú sát ngoài kim sắc chính là hoành hành ma thần Lúc trước nó vô cùng bi kịch Vừa xuống tấn chi thế giới đã bị một con dị thú cấp chân thần cản trở Gã cố ý chiến đấu với con dị thú cấp chân thần đó hồi lâu Rồi học được ngôn ngữ văn minh viễn cổ Nhưng sau đó lại bị một đám dị thú chân thần cấp dị thú truy sát May mà nói sở trưởng nhất chính là phòng ngự Cuối cùng cũng thoát nạn Chạy trốn ra được một đường lan bạc Chân thần ở tướng chi thế giới Đã xem như cường giả rồi Hư không chân thần dù sao cũng xem là siêu bá chủ Bình thường ở chỗ của mình Mà không chạy loạn Do đó hoành hành ma thần tuy trải qua không ít việc Nhưng cẩn thận thì cũng có thể kết bạn được Với một vài bằng hữu dị thú Dần dần gã biết được tình huống Bên trong tướng chi thế giới Chẳng mấy chốc gã đã hiểu ra vô số truyền thừa bảo vật trong tấn chi thế giới tập trung ở quân đội do đó gã đến gia nhập quân đội tuy nói bình thường pháp tắc chi chủ mới gia nhập quân đội nhưng mà đó chỉ là giới hạn để gia nhập quân đội thôi một vài người tu luyện quá nhanh còn chưa gia nhập quân đội đã thành chân thượng rồi sau đó sẽ gia nhập quân đội quân đội cũng hoan nghênh chân thượng gia nhập quân đội việc sàng lọc đào thải khi gia nhập sẽ thấp hơn mỗi 10 chân thượng chỉ bị đào thải ba hoành hành ma thần chính là nhờ vào phòng ngữ mạnh tự nhiên chịu đựng nổi gia nhập quân đội lại được ban cho một món chiến giáp động phục người quản nhiệm như vậy làm gì hoành hành ma thần lúc này nói chờ ta ta đi vào hoành hành ma thần lúc này vọt qua trong đại điện điểm trang bị quân đội anh một tiếng vừa tiến vào thời gian không gian như biến ảo tiến vào một thế giới rất khác cảm giác tương đương với vũ trụ giả định của nhân loại vậy hoành hành ma thần thầm nghĩ nhìn tất cả những gì trước mắt trước mắt là một vùng thời không vô cùng phồn hoa có rất nhiều quân sĩ mỗi một quân sĩ đều có một thân ảnh kim sắc chiêu đãi lúc này có một thân ảnh kim sắc bay thẳng đến trước người hoành hành ma thần còn thần kỳ hơn cả vũ trụ giả định của nhân loại nữa vũ trụ giả định chỉ đưa ý thức đi vào thôi ở đây đến cả thần thể cũng đi vào nữa hoành hành ma thường thầm nói quân sĩ chân thần thương ảnh kim sắc giáng lâm nói ra yêu cầu của ngươi ta muốn đổi bảo vật này thành quân công sau đó ta muốn đổi bảo vật hoành hành ma thần hơi thấp thỏm đồng thời đưa ra huyết hải ma khải đây là chi bảo chí cường chiến giáp mà gã tung hành vũ trụ hải cũng có tác dụng công kích ý chí cường đại nhưng bây giờ đã có chiến giáp động phục rồi mà hiệu quả chênh lệch cũng không lớn Chiến giáp đồng phục công kích dưới cấp 7 đều không có hiệu quả, Huyết Hải Ma Khải công kích dưới cấp 8 tất cả đều không có hiệu quả. Về phần suy yếu biên độ thì giống nhau, mức cực hạn chịu được của Huyết Hải Ma Khải rất cao, nhưng đối với Hoành Hành Ma Thần, mặc dù là mức cực hạn của chiến giáp đồng phục chân thần, cũng tối thiểu phải là công kích của hư không chân thần mới có thể đạt tới tầng đó. Ở vũ trụ hải căn bản là không cần chiến giáp mạnh như vậy, vì phần dưới cấp 7 không có hiệu quả, hay dưới cấp 8 không có hiệu quả thì đối với chân thần cường giả, công kích người nào cũng thấp hơn cấp 8 cả. Đôi mắt thường ảnh kim sắc xạ ra kim quang, quét mắt xuống huyết hải ma khải. Đây là áo giáp cấp hư không chân thần, giá trị 30 vạn quân công, có đủ lấy quân công hay không? Hoành hành ma thượng nghe áo giáp cấp hư không chân thần, nhất thời sững sờ trợn tròn con mắt. Có đủ lấy quân công hay không? Thương ảnh kim sắc tiếp tục hỏi đổi, đổi, đổi chứ Hoành hành ma thần nói liên tục Trong lòng vô cùng hứng hở Lãi to rồi Thường ảnh kim sắc đưa tay ra Huyết hải ma khải đã bị thu đi Lập tức nói Ngươi cần đổi bảo vật Đây là danh sách Ngươi có thể tùy ý lựa chọn Chỉ thấy trước mắt hoành hành ma thần Nhất thời hiện lên một cái quần sáng Trên quần sáng có rất nhiều danh sách chi tiết Mỗi danh sách đều có vô số bảo vật một lát sau, hoành hành ma thượng lắc lư đi ra khỏi đại điện điểm trang bị quân đội. Quân sĩ bằng hữu của nó ở bên ngoài đều ra nghênh đón. Sau này ta phát tài rồi, thoáng cái đã đổi được cung điện chí bảo chí cường, lại được bốn món bộ đồ chí bảo chí cường, chí bảo công kích nữa. Công kích phòng ngự, chạy trốn của ta xem ra đều đã đủ cả rồi. Trở lại vũ trụ hải, ta chính thức sẽ tung hoành. Hoành hành ma thần vô cùng thoải mái, chỉ tiếc là ta không phải quân đoàn đặc thù nếu không có thể đổi lấy bảo vật dòng cơ giới nữa rồi quân đoàn bình thường khác rất nhiều quân đoàn đặc thù mà hoành hành ma thần hồi ức lúc trước mình đã thấy danh sách vô số bảo vật và yêu cầu quân công để đổi rất nhiều binh khí máy móc đặc thù bảo vật trân quý truyền thừa cường đại quân đoàn bình thường dù có quân công cũng không thể đổi được cho dù có thể đổi giá cũng lớn hơn quân đoàn đặc thù nhiều nhưng mà ta chỉ là quân đoàn bình thường muốn vào quân đoàn đặc thù hả Hoành hành ma thượng lắc đầu Gã cũng không muốn chết Quản nó làm gì chứ Trấn chỉ thế giới là nơi tìm kỳ ngộ Sau này ta vẫn phải về vũ trụ hải Dù sao sau ba thời đại luân hồi Nếu không vượt qua luân hồi ta cũng không muốn chết mà Hoành hành ma thượng thầm nói Ừ, bây giờ quan trọng hơn Chính là thu lấy trí bảo chí cường công kích Nhanh chóng tìm hiểu để cao thượng lực Một khi tìm hiểu xong hả Ta xếp trong quân đoàn bình thường Cũng có thể được xem là cực cao rồi Gã lần này đổi cung điện chí bảo chí cường, bộ đồ công kích chí bảo chí cường. Bộ đồ là quý nhất, cũng ẩn chứa bí pháp rất mạnh. Một khi tìm hiểu sẽ giúp cho việc đột phá. Có lẽ có một ngày có thể đạt tới chân thần cực hạn. Trời đây, ta phải tích lũy nhiều điểm quân công. Cố lấy thêm chí bảo chí cường, sau đó trở lại vũ trụ hải. Đổi chí bảo chí cường với cường giả khác. Chí bảo chí cường trong vũ trụ hải giá trị không đồng nhất. Có cái là cấp chân thần, có cái e rằng là cấp hư không chân thần, sau đó ta sẽ trao đổi với tấn chi thế giới <laughs> Nhưng ta phải nắm chắc cơ hội Thời gian càng dài Càng nhiều người biết bí mật này Đi thôi chúng ta về nơi đóng quân Hoành hành ma thần Và một quân sĩ dị thú Đàm tiếu với nhau Ly khai điểm trang bị quân đội Cửu Yên Trạch Là một khoảng đại trạch vô cùng rộng lớn Nơi này có vô số cường giả dị thú Là một thế lực dị thú đặc biệt cường đại Bên ngoài nhất cửu Yên Trạch chợt xuất hiện một chiếc thuyền màu đen chiếc thuyền đen đang tránh trong bụi cỏ ngoài vùng đại trạch cửa khoang chiến thuyền mở ra nhiều thân ảnh bay ra lập tức chiến thuyền biến mất chúng ta đã đi đến cửu yên trạch rồi khu pháp thanh âm thánh thót nhìn lướt qua chung quanh đám quân sĩ đều rất cảnh giác cẩn thận ngân hà và ngục khách chúng ta tách ra ở đây chúc hai người các ngươi gặp may mắn nhóm người khu pháp nhìn về phía la phùng ngục khách không ít quân sĩ đều mở lời chúc phúc. Đa tạ. La Phùng và Ngục Hách đều nói. Lần này trong ba nhóm của tiểu đội, hai người bọn họ có cảm tình nhất chính là nhóm khố pháp này. Chỉ là nhiệm vụ cấp tai nạn lần này, đối phương cũng không muốn mang theo mình mà thôi. Chúng ta đi thôi. La Phùng, Ngục Hách nhanh chóng hóa thành lưu quan, lẳng lặng bay khỏi đám cỏ dại. Một đám quân sĩ bọn khố pháp đưa mắt nhìn đám người La Phùng rời đi, Hai tân binh này đã rời đi rồi Chúng ta nên bắt đầu hành động thôi Khố pháp nhìn lướt qua chung quanh Mây mù lượn lờ Tiếng gầm thấp thoáng La Phùng và Ngục Khách Hai tên già hỏa đáng thương Đang ở ngoài cùng cửu yên trạch Tránh trong một bụi cỏ Nếu như ta ở Bắc Trung Hải Ta đã rất điên cuồng, Ai dám chọc ta Nhưng mà cái cửu yên trạch này Lại khốn khổ như vậy mà Ngục Khách gầm khẽ và không cam lùng Được rồi chúng ta ít nhất cũng phải còn sống mà vượt qua nhiệm vụ này không hoàn thành nhiệm vụ quân đội cha ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi đâu la phong nói Ngọc hách gật đồ lập tức hỏi ngôn họ nè người nói chúng ta nên làm gì vợ chứ hoàn thành một dạng quân công bên trong cửu yên cạch dị thú quá nhiều một khi chiến đấu khẳng định sẽ bị phát hiện với thực lực của chúng ta hai người liên thủ cũng không giết chết nổi con dị thú chân thần nữa chứ đừng nói chúng ta cộng lại giết chết hai chân thần la phong nhíu mày giết chân thần sao? Mình toàn lực bộc phát cũng có thể giết được một chân thần, nhưng mà cần mất thời gian rất lâu. Mà cửu yên rạch mạnh như vậy, tuyệt đối sẽ không để mình tùy ý công kích một chân thần lâu như vậy đâu. Ngôn họ nè, ngôn có biện pháp gì không vậy? Ngọc hách lo lắng. Gặp gặp cái gì chứ? Là Phùng nói. Nhiệm vụ của chúng ta phải thực thi trước khi nhiệm vụ lần sau, nghĩa là gần một kỷ nguyên nữa. Với thời gian như vậy, chúng ta có đủ thời gian từ từ tìm cơ hội mà. Ngục hách thử phào một hơi Ồ đúng vậy hả Thời gian rất dài Nhưng mà Nhưng ta không nghĩ ra biện pháp gì hết đó. Ngục hách La Phong nhìn về phía ngục hách Nhiệm vụ lần này Người nếu mà nghe ta Chúng ta cùng nhau hành động Nếu không nghe ta Ta sẽ một mình hành động Ủa Ngục hách sáng mắt lên hà, Ngươi có biện pháp hả Chỉ cần ngươi có biện pháp thôi Ngươi làm cái gì ta làm vậy Đương nhiên bảo chịu chết Thì ta không có làm mà nghe Biện pháp gì chứ Bây giờ chúng ta cần làm là phải biết rõ tình huống bên ngoài cửu yên trạch này nè. La Phùng trầm thấp nói, biết rõ tình huống mới có thể căn cứ theo tình thế mà tìm cơ hội. Nếu vội vã, đến cả tình huống cũng chưa biết rõ, lập kế hoạch ngu ngốc thì quả là ngu xuẩn. ngục Hách gật đầu lia lịa. Đi thôi. La Phùng ra lệnh. La Phùng dẫn ngục Hách bắt đầu lẳng lặng dò xét cái vùng ngoài cùng của cửu yên trạch. Tất cả đều phải kết hợp với thực tế rồi tìm cơ hội, đảo mắt đã qua nửa năm cuồng phong thổi cỏ dại rạp xuống ẩn trong cỏ dại có hai thương ảnh trở nên rất nhỏ bé tựa như những con kiến vậy từ bụi cỏ dại nhìn ra ngoài chỉ thấy bên ngoài có vài chục bóng người đang hỗn chiến huyễn dục sân khốn kiếp lần trước các ngươi chiến bại bây giờ còn dám đánh chúng ta hả lên đi đánh chết cái đám khốn kiếp huyễn dục sơn này một con dị thú toàn thân đầy lưng giáp có bốn cái chân cổ dài cùng với cái đầu tam giác gầm lên Bên cạnh còn có 12 con dị thú Giống nó như đúc vậy Không kiếp, Đám khốn kiếp huyện dục sơn Nhóm dị thú này gầm lên Giao chiến với những chiến sĩ lực lượng cầm binh khí Những chiến sĩ lực lượng như nhân loại Ai nấy điên cuồng vô cùng Cầm binh khí mà gầm lên Lần trước cứu yên cạnh các người chiến bại Huyện dục sơn chúng ta đại thắng Các quân đệ giết chết cái đám dị thú này Trên 20 chiến sĩ bộ lạc gầm lên cùng tiến công ai nấy đều giả man vạn phần mãnh liệt vô cùng nhất thời không gian xung quanh rung động chiến đấu điên cuồng chiến sĩ bộ lạc chiếm ưu thế về số lượng còn thế lực dị thú là ưu thế thần thể Ngôn ngạo họ đang chiến đấu với nhau cơ ngô hách cẩn thận nhìn chằm chằm ra đồng thời truyền âm nói hơn nữa không hề có chiến giáp hộ thể cấp trung thần nếu mà chém giết điên cuồng như vậy thần thể tiêu hao rất nhanh phỏng chừng không được bao lâu là có thể chết đó chúng ta có thể đợi sau đó cuối cùng cướp lấy những binh khí để lại xem như quân công của chúng ta rồi nhiệm vụ lần này nếu là giết chân thần phải dùng thi thể chân thần chứng minh nếu giết pháp tắc chi chủ có thể dùng binh khí chứng minh quân đội sau đó sẽ xác nhận với cửu yên trạch do đó chỉ cần cầm binh khí là được mà con dị thú đích xác đã chết thì hoàn toàn có thể lấy được quân công rồi đừng nóng là phùng nói Chúng ta đều ở chung quanh cửu yên trạch quan sát lâu như vậy rồi Chẳng hề có chút quân công nào Ngục Hạch lo lắng nói Gặp cái gì chứ Ta hỏi ngươi nè Chúng ta ở bên ngoài cửu yên trạch dò xét lâu như vậy rồi Tổng cộng đã phát hiện ra ba lượt chiến đấu rồi Cửu yên trạch lớn như thế nào chứ Chúng ta mới tìm được bao lâu đâu Vậy mà đã phát hiện ra ba trận chiến đấu rồi Vậy cả dùng ngoài cửu yên trạch Sẽ có bao nhiêu trận chiến đấu như vậy chứ Ngục hạch giật mình Họ, Chắc phải trên dạng nha ngôn ạ ngột khách kinh hãi nhìn về phía la phong nó lập tức ý thức được chỗ không bình thường hơn nữa người cũng hẳn là đã phát hiện ra rồi họ chiến đấu thì dị thú khác ở cửu yên rạch tuyệt đối có thể cảm ứng được chấn động nhưng mà không có ai đến nhúng tay hỗ trợ cả la phong truyền âm nói không nói đến hai lần mà chúng ta thấy chiến đấu lần trước không nghe nói gì nhưng mà lần này ta nghe được huyễn dục sơn huyễn dục sơn là thế lực gì chứ huyễn dục sơn hả Ngô Hách vội nói Huyễn Dục Sơn là một thế lực rất mạnh Cách cửu yên trạch rất gần Trên lệch cửu yên trạch không đáng kể Cửu yên trạch là thế lực chỉ thú Có ba vị hư không chân thần thống lĩnh Còn Huyễn Dục Sơn là một liên minh bộ lạc Có bốn vị hư không chân thần thống lĩnh Nhưng mà hai thế lực lớn này dù quá khổng lồ Do đó rất ít chiến đấu Dù sau một khi chiến tranh đều rất thảm liệt La Phong gật gật đầu Trong đầu lóe lên ý nghĩ Nếu bình thường hai thế lực lớn không chiến đấu làm sao có nhiều chiến sĩ bộ lạc và dị thú chiến đấu như vậy chứ? La Phùng hỏi. Không đâu. Nếu mà hai bên không chiến tranh, vậy sẽ ước thúc chiến sĩ dưới trướng, đảm bảo hai bên không phát sinh chiến tranh. La Phùng nở nụ cười. Nhưng bây giờ chúng ta liên tiếp chạm mặt ba lượt chiến đấu rồi. Rõ ràng huyển dục sơn và cửu yên trạch lúc này đang nằm trong thời kỳ chiến tranh. Có thể là đang tạm thời dừng lại, nên các chiến sĩ pháp tắc chi chủ mới chiến đấu với nhau như vậy. Ý ừ của ngươi là... Lọ... Ngục Hách nói Để cho huyện Dục Sơn và cửu Yên Trạch chiến đấu đi Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp Làm chân thần song phương chiến đấu Sau đó đi thu thi thể Chân thần chiến đấu hả? Ngục Hách lắc đồ Không thể Gây xích mít làm rất nhiều chân thần tham gia chiến đấu thì rất khó Nhưng mà gây xích mít cho dài chân thần chiến đấu Vẫn có khả năng đó Là phùng mắt lóe sáng Hắn trong đầu đã có kế hoạch rồi Nghe ta đi Theo ta La Phong và Ngục Hách lúc này lặng lặng rời khỏi bụi cỏ. Vùng ven cửu yên trạch, những trận chiến đấu quy mô, kích thước cấp độ pháp tắc chi chủ thỉnh thoảng bộc phát, song phương không hề phái ra chân thần nhúng tay. Đối với hai thế lực lớn, thì trước đại quyết chiến chính thức, chiến đấu tiểu quy mô của một vài pháp tắc chi chủ dưới trướng cũng xem như là tôi luyện pháp tắc chi chủ. Đối với cửu yên trạch, Huyễn dục sơn mà nói, chân thần mới là chiến lực trung kiên chính thức. Yeah! Yeah! Đám đại hán lực lưỡng, dẫm chừng là làm mặt đất rung rinh, điên cuồng xông về phía những con dị thú. Những đại hán ấy nếu đặt ở vũ trụ hải, ai cũng đều là một trụ cột của tộc quân. Những con dị thú đều để ở vũ trụ hải cũng phải sánh ngang với thần thú. Cũng chỉ có ở tấn chi thế giới này, không gian mới có thể ổn định tới mức dễ dàng chịu được trận giao chiến này. Nếu ở vũ trụ nguyên thủy hoặc là vũ trụ hải, không gian sớm đã vỡ nát cả rồi dị thú quay cuồng gầm rú răng nanh bắn vào hào quăng lạnh lẽo cánh tay vung lên đại phủ đánh tới một khoảng khu vực sông phương chém giết điên cuồng triệt thoại Minh chủ của lệnh lập tức triệt thoại trong truyền tấn lệnh bài của họ ba chiến sĩ đầu lĩnh của bộ lạc phe huyễn dục sơn chợt có tin tức truyền về cảnh này khiến cho các chiến sĩ bộ lạc đang rất điên cuồng lập tức bắt đầu chuyển biến vừa hạ lệnh một đoàn chiến sĩ bộ lạc vừa đánh vừa lui sau đó nhanh chóng chui vào một cái chiếc chiến thuyền nhanh chóng bay đi chỉ để lại một đám dị thú đuổi không kịp đang gầm lên cơ hồ cùng lúc ở vùng ven cả cửu yên trạch hàng loạt đội ngũ chiến sĩ bộ lạc hoặc đang chiến đấu hoặc đang ẩn nấp tất cả đều nhận được mệnh lệnh những đội ngũ này lập tức bắt đầu lẳng lặng lui về phía sau nhanh chóng ly khai phạm vi cửu yên trạch lạ thật nho La Phong lẳng lặng vừa ẩn nắp vừa di chuyển Đột nhiên dừng lại Sao cường giả của huyện Dục Sơn chẳng còn ai vậy? Ngôn họ, ngôn họ nào Sao chúng ta chẳng thấy bất kỳ cường giả nào của huyện Dục Sơn vậy? Làm như vậy kế hoạch của ngươi làm sao áp dụng được? Làm sao mà gây xích mất được đây Ngục hách lo lắng dò hỏi La Phong nhẹ nhẹ lắc đầu Hắn cũng không biết làm sao Dựa theo hắn đoán Những xung đột tiểu quy mô hàng loạt như vậy Phải huyện Dục Sơn tối thiểu Cũng phải phái ra cả trăm vạn pháp tắc di chủ tới như vậy tuyệt đối không thể để nhiều pháp tắc chi chủ mạo hiểm tại đây như vậy. Khẳng định họ âm thầm có chân thần thủ hộ, phòng người tình huống đặc thù phát sinh. La Phong cũng muốn tìm đến chân thần phe huyễn dục sơn. Đừng nói chân thần, bây giờ đến cả pháp tắc chi chủ cũng không tìm thấy nữa rồi. Ngột hát rất lo lắng bất lực. Tiếp tục như vậy, khi nào thì chúng ta mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ quân đội chứ, một dạng quân công. Đừng có nói nhảm nữa. La Phong cũng bực mình, lúc trước còn có thế lực bình thường của huyễn dục sơn bây giờ toàn bộ đã biến mất rồi điều này làm cho la phong cũng phiền não nếu huyễn dục sơn hoàn toàn thối lui và không còn dính vào đây thực thì muốn họ xích mích tranh giành ngư ông đắc lợi chắc chắn không thể làm được làm sao không đánh nữa vậy lúc trước chúng ta liên tiếp phát hiện ra 6 chỗ giao chiến giữa huyễn dục sơn và Cứu yên trạch sao bây giờ đột nhiên không tìm thấy nữa rồi hơn mười người ẩn nấp trong bụi cỏ do một cự hán lực lưỡng có sừng công dẫn đầu chính là nhóm của đội trưởng, họ lúc trước gặp phải 6 chỗ hỗn chiến, đợi đến khi không còn hỗn chiến nữa sẽ tính chuẩn một cơ hội để ra tay tranh đoạt. Thậm chí họ còn ngụy trang thành thế lực phe Huyễn Dục Sơn để giết pháp tắc chi chủ của Cửu Yên Trạch. Dù sau Huyễn Dục Sơn là một siêu liên minh bộ lạc quá khổng lồ, số lượng pháp tắc chi chủ quá nhiều, mặc dù nội bộ Huyễn Dục Sơn cũng có những pháp tắc chi chủ chưa từng gặp qua, Còn đám dị thú Cửu Yên Trạch lại càng không thể phân biệt ra cái đám này là liên minh bộ lạc thấy có hình người chắc chắn là thế lực bộ lạc giết thôi đội trưởng nè à, làm sao bây giờ bây giờ chúng ta phải làm sao chứ còn tiếp tục ngụy trang thành chiến sĩ bộ lạc huyễn dục sơn đi giết dị thú cửu yên trạch đúng không vậy những quân sĩ khác đều nhìn về phía đội trưởng đợi đội trưởng quyết định con mắt xám dưới cặp sừng công khổng lồ của đội trưởng như không có tình cảm gì thấp vọng không chúng ta không phát hiện ra pháp tắc chi chủ của huyễn dục sơn có lẽ những pháp tắc di chủ của huyễn dục sơn đã bắt đầu triệt thoái rồi nếu lúc này chúng ta giả mạo cứu yên rạch sẽ chủ trì đại cục họ sẽ phát hiện ra trước khi đang có xung đột đột nhiên các xung đột đều biến mất chỉ còn lại có một chỗ vẫn xung đột e rằng họ sẽ hoài nghi thậm chí phái ra một đội chân thần đến nữa nên lúc đó chúng ta cũng không thể trốn thoát được đâu đám quân sĩ đều gật đầu. vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đây đám quân sĩ nhìn đội trưởng Đợi. Để... Đội trưởng Trầm Thấp nói Huyễn Dục Sơn và cửu Yên Trạch đấu nhau lớn như vậy Mặc dù ngưng chiến Nhưng cũng phải duy trì những xung đột tiểu quy mô chứ Ngược lại Tất cả loại xung đột này đều mất hết Hơn nữa rất quỷ dị Trên bầu trời cánh đồng hoang vu Cách cửu Yên Trạch ước chừng mấy ngàn năm ánh sáng Những luồng thân ảnh hùng vĩ lơ lửng giữa không trung Khí tức của họ vô cùng mạnh mẽ Nhìn lướt qua Có chừng mấy ngàn người thỉnh thoảng còn có các chân thần bay tới gia nhập. Lúc này phía sau họ đang có hàng loạt các tiểu đội không ngừng tập kết. Chính là những đội pháp tắc di chủ, các chiến sĩ pháp tắc chi chủ rất nhiều, rải rác khắp nơi. Mình chủ, tất cả đội ngũ đi tội luyện đều đã trở về. Tất cả các chân thần, tất cả cũng đều đã trở về rồi. Trước đội ngũ cường giả, lúc này đang có ba bốn người. Cả huyển Dục Sơn tổng cộng có bốn bộ lạc to. Huyển Dục Sơn là một liên minh bộ lạc mỗi tộc trưởng bộ lạc cũng là hư không chân thần. Còn ba bốn người, mỗi người đều tán ra uy năng vô cùng, hư không chung quanh cả đội ngũ đều như động lại, hoàn toàn cách ly với ngoại giới. Chủ nhân một khoảng hư không chính là một trong ba bốn người đó. Kiểu yên trạch kêu khích hủy dục sơn ta rất nhiều. Một thanh âm lạnh giá ẩn chứa phẫn nộ vô tận, vang vọng cả hư không, Lần trước chúng đánh tới huyễn dục sơn chúng ta Phải để cho chúng biết huyễn dục sơn chúng ta không phải là chỗ cửu yên trạch Có tư cách khiêu khích được Chúng ta phải dùng cái chết để trừng phạt cửu yên trạch Trừng phạt cửu yên trạch Trừng phạt cửu yên trạch, cửu yên trạch. Nhất thời những tiếng gầm rầm rộ cả một khoảng Tất cả các chiến sĩ đều tràn ngập ý chí chiến đấu vô tận xuống phong Minh chủ có gương mặt như đá hạ lệnh luôn Một nhóm lớn các chiến sĩ bộ lạc hư không tiêu thức khỏi khoảng hư không này vùng bên ngoài cửu yên rạch la phong và ngục hách đều ẩn trong bụi cỏ nghĩ biện pháp bây giờ chẳng thấy bất kỳ chiến sĩ thế lực huyễn dục sơn nào cả kế hoạch lúc trước cũng chỉ có nước bỏ đi chẳng lẽ phải dùng phương pháp xâm nhập hang hổ sao la phùng thầm nói xâm nhập hang hổ cũng là một biện pháp bất đắc dĩ của la phong phải biết là hắn ở tấn chi thế giới ngoại trừ bản tung người địa cầu vẫn còn mang theo kim giác cử thú còn kim giác cử thú ở tấn chi thế giới tuyệt đối thuộc loại dị thú hoàn toàn có thể cho kim giác cử thú trở thành một dị thú du lịch tiến vào cửu yên trạch nếu chiến sĩ bộ lạc du lịch tự nhiên không dám tiến vào cửu yên trạch rồi nhưng dị thú du lịch thì lại dám đợi sau khi vào cửu yên trạch sau đó tìm cơ hội tin rằng trong một thời gian cửu yên trạch cũng sẽ cử đội ngũ đi gia nhập quân đội đến lúc đó thì hắn lẫn vào đội ngũ hắn là một pháp tắc chi chủ đội ngũ cũng sẽ không cảnh giác hy vọng đội ngũ kia vẹn vẹn chỉ có một chân thần chỉ huy đợi khi đội ngũ này cách cửu yên trạch đủ xa hắn sẽ hạ độc thủ giết chết chân thần dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nhưng biện pháp xâm nhập hang hổ có rất nhiều vấn đề một là không biết sẽ có bao nhiêu vũ trụ chi chủ đi gia nhập quân đội nếu có nhiều những vũ trụ chi chủ ấy sau này sẽ tạo thành uy hiếp hai cũng không biết cửu yên trạch phái ra mấy chân thần hộ tống dù sao cửu yên trạch sẽ cường đại hơn căn giả bộ lạc nhiều dụ dỗ dụ dỗ xúc động lẫn vào hay là từng từng khổ khổ sang giết pháp tắc chi chủ dần dần mất gần một kỷ nguyên gom đủ một dạng tên đây là phùng phiền não biện pháp nào cũng có khả năng thành công nhưng đều có nguy hiểm chỉ có khi các thế lực tranh giành là có hiệu quả nhanh nhất chỉ cần một chân thần của cửu yên trạch chết đi hắn lập tức cướp lấy thi thể rồi bỏ chạy bằng vô kỹ năng mẫu lăng chi chu tự nhiên có thể nhanh chóng chạy thoát rồi hả đang lúc la phùng phiền não đột nhiên động tâm lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy từ rất xa trên bầu trời cửu yên trạch đột nhiên đen kịch chỉ thấy những thân ảnh sừng sững xuất hiện những thân ảnh ấy cao lớn phải tính bằng vạn km liếc mắt nhìn lại thấy quả đúng là biển người đông nghịch ngàn vạn người những chiến sĩ bộ lạc ai nấy hình thể sừng sững như núi lớn trăm vạn chiến sĩ bộ lạc mênh mông cuồn cuộn bay trên bầu trời tự nhiên như một đám mây đen vô tận che kín cả thiên khung Hết tập 289 của bộ truyện Thung Phỉ Tinh Khung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.